Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 33 bị can, trong đó có 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 23 bị can về hành vi đánh bạc. Đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024, lực lượng chức năng đã triệt phá chuyên án, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa được thua bằng tiền trên một tàu không mang biển kiểm soát. Tang vật thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan. Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã mua và cải tạo tàu, sau đó thường xuyên tổ chức cho khoảng 30 đến 40 con bạc ở các tỉnh thành phố như Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Đắk Nông tham gia đánh bạc từ 22 giờ tối đến 4 giờ sáng ngày hôm sau và thu của mỗi con bạc 1 triệu 1 ca tiền phí tham gia. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã ra lệnh bắt và khởi tố thêm 5 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để bắt giữ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.